I see why I'm so moody lately. Look at this. Mother Nature is moody also. Yesterday is like so warm and beautiful, and today is like cold and raining. Cả nhà coi nè. Bởi vì mà hôm qua thì trời nóng. Trời quá đẹp luôn. Ra ngoài ngồi ăn kem, còn hôm nay thì thật là lạnh và mưa. Mà lạnh giống mùa luôn à. Là mình á, tâm trạng mình cũng thay đổi, cũng lạnh lẽo theo luôn. Bực mình ghê. Nói cả nhà, bữa nay đơn giản lắm, mình đang pha nó chạy dùng thịt bò của mà Hàn Quốc là ướp sẵn luôn trong cái chợ siêu thị Hàn Quốc với cái đậu que này. Chiều nay gia đình mình ăn đậu này nè. Đậu này là green beans đó, là Việt Nam mình là không, cũng không phải là đậu đũa, không phải là đậu que. Nói chung là không biết cái này kêu bằng cái đậu gì nữa, mà cái đậu này nha. Và hôm nay cái này xào chung với thịt bò mà đã ướp sẵn của Hàn Quốc. Mà vấn đề chủ yếu hôm nay cái clip này Mel chia sẻ là không có phải là món thịt bò xào đậu thì nó quá là dễ rồi phải không? Ai cũng đã mà biết cái món này, người Việt Nam mình ai cũng bởi vì không phải lúc nào á, ở Mỹ không phải như Việt Nam, không có phải lúc nào cũng có cái đậu non để mà mình mua. Và những cái trường hợp mà mình đi cái siêu thị Mỹ, cái chợ Mỹ đó, nó bán ở trong cái bịch giống như vậy, thì mình đâu có mà mình đâu có rờ tới mình bấm vào mình coi cái đậu non hay là cái đậu già đâu. Thì là nếu như trường hợp mà lỡ mua vào cái đậu mà bị già đó thì nó rất là cứng và dai phải không? Nhưng mà Mel có cái cách cắt đậu ăn rất là giòn và rất là ngon, dù cho cái đậu nó dai cỡ nào đi nữa nó cũng vẫn ngon như thường. Thì Mel chia sẻ cái kinh nghiệm này của Mel nha, là Mel cũng học hỏi từ nơi một người từ lâu lắm rồi, là họ đã dùng cái cách thức mà sắc cái đậu này ra, bởi vì nó quá già và nó giống như kiểu nó già, nó dai, nó cứng đó. Thì mà mình xào như vậy đó, mình để nguyên như vậy, mình xào chung với xào ăn thì nó sẽ không được ngon. Bây giờ trước tiên hết là mình phải đi rửa cái này nha. Now we need to go wash this. Rồi nha cả nhà, bây giờ mình bắt đầu mình sắc đậu nha. Thì sắc cái kiểu này nó lâu lắm, nó không có phải là nhanh đâu, nhưng mà nó cũng là đó, mình sắc kiểu như vậy, mình sắc xéo nè. Mình sắc xéo nhưng mà không có sắc thẳng, mình không có sắc cái chiều thẳng như vậy được. Bởi vì mình muốn á, bởi vì cái sớ mờ của cái đậu đó thì là mình muốn cho nó không có, nó cũng phải có cái chiều ngang nó mới có cái độ sực á, cái độ mờ giòn đó. Cho nên á là mình muốn cho nó dài nhưng mà nó cũng vẫn giữ xéo. The reason why I'm sharing this clip is the reason why we cut our green beans this way diagonally, because not every green beans are like what you call that, you know, certain times when you go buy at the store there are certain, well most of the time, not just certain, most of the times the green beans is very like matured, so it's like really hard and chewy. So the tip for this is that we could still, if you have happened to purchase the chewy and too matured green beans, then you could diagonally slice it this way thinly to cook it with your food, with whatever you're cooking with, your meat. It will give you the texture will be very crisp if you slice it this way, the diagonal cut, okay? Nhưng mà cả nhà thử đi, nếu như có ai mà chưa từng á mà sắc cái đậu như vậy á, cái kiểu như vậy á, để mà xào chung với thịt bò thì thử đi, hãy chịu khó làm một lần. Và nếu như cái nó ngon thì hãy mời cho Mel biết là nó như thế nào. Bởi vì là dù cho cái đậu nó dai như thế nào đi nữa, nó có dai bao nhiêu cỡ nào đi nữa đó, nó có già cỡ nào đi nữa, mình sắc cái kiểu này nè rồi mình xào nó lên á, cực kỳ là ngon, vẫn rất là ngon. Nhưng mà hãy cố cái đậu này nó, hãy cố là khi mà mình sắc á, mình sắc cái chiều xéo á, nhưng mà mình cũng phải giữ cho nó kiểu mà xéo mà dài dài á. Mà nếu như cái đậu nào mà mập quá thì mình sẽ nó ra thêm mờ ở giữa nữa. Rồi ở ngoài trời đổ mưa ào ạt nữa, cái trời kiểu như vậy bực mình,
lúc nắng lúc mưa bất thường, làm mình cũng lúc nắng lúc mưa, lúc nắng lúc mưa theo luôn. Cả nhà còn chút xíu trên đây đó là hết rồi đó, hồi nãy giờ sắp trời ơi nó mỏi cái tay. Thì nói chung á là nếu như là đậu mua mình mua được đậu non thì quá tốt, nhưng mà lỡ như không may mình mua đậu già thì mình phải sắc kiểu như vậy ăn nó mới ngon thôi, là nó rất là dai nè. Từ nãy giờ Mai sắc được bao nhiêu đây nè, đó ở nhà mà phải có đông người đó thì mỗi người phụ một tay sắc thì cho nó nhanh hơn, chứ còn á sắc một mình thì là nó lâu lắm. Con công mày sắc có ngày nên kim cũng xong rồi đó, đây finally done, mỗi tay chết luôn. Bây giờ mình còn hành tây nữa, này nó có hành tây, yellow onion. Thì hành tây mình lột nó ra rồi mình đi rửa nó. Giờ để Mel đi rửa cái củ hành này ra, mình sạch lột nó ra. Wash your onion. Hồi lúc trước Mel có thử sắc cái kiểu đường này rồi, nhưng mà là khi mà mình nấu nó lên nó nhìn nó không có được đẹp lắm, cho nên là Mel sẽ sắc cái kiểu như vậy. Mình sắc cái kiểu như vậy nè. Đó. Mỏng ra thôi. Mỏng ra cho nó mỏng mỏng giống như là cái đậu đó đó. So thinly slice your onion. Slice whichever direction you think it's easy for you. Yes, I find it easy for me slicing it this direction, but I don't know. I'm not a chef, so. Yeah. Mình cứ cắt mỏng nó ra như vậy đó, thì cả nhà mà cầm cái củ hành sắc theo hướng nào đó thì cứ dễ là cứ sắc thôi. Còn mình đây nấu cho cơm cho nhà ăn chứ không phải là chuyên gia nấu nướng gì, cho nên là cũng không có biết cách mà cầm nó sắc nó hướng nào mới là đúng. Nhưng mà miễn sao nó mỏng ra thì được rồi. Nè hướng này nè, sắc xong rồi khóc. Cay mắt quá. Goggles needed. Chắc phải rửa nước lạnh chứ. So I was told to soak your onion in ice cold water before you start chopping it. So, but it doesn't seem to help. I still cry. Mỗi lần sắc củ hành, sắc hành là khóc. Có nhiều người nói với Mel là mà trước khi mình sắc cái hành á là mình ngâm vào nước nước lạnh á, nước đá lạnh á để cho nó, rồi xong rồi khi mà mình sắc nó thì nó sẽ không có, nó đỡ cay. Nhưng mà làm rồi thấy cũng nó có đỡ cay gì đâu, cũng vẫn sắc như thường thôi. Lâu lâu khóc, không phải lúc nào cũng sắc hành kiểu này. Mỗi lần nấu món này là xúc động hả? Nó gọi là xúc động mà khóc hả? So yep, I'm tearing. Every time I make this dish, I guess I get so emotional. So emotional that I have to cry. Just because of this dish. So basically, this really got me emotional. The onion. Mỗi lần làm món này là xúc động là phải khóc. Không muốn khóc cũng phải khóc nữa, cầm nước mắt không được. Rồi bây giờ mình lấy thịt bò ra rồi mình xào nha cả nhà. Garlic, mình nấu cái gì đồ ăn Việt của mình nấu cái gì nó cũng phải phi tỏi lên chút xíu cho nó thơm, phải không? Bây giờ Mel đập một ít tỏi để mình phi nó lên trước khi mình nhưng mà trong cái thịt ướp của Hàn Quốc rất là nhiều, nó cũng có tỏi trong đó rồi, mà thôi lỡ lấy tỏi rồi đập rồi thì dùng nó luôn. Đập nó ra rồi mới nhớ sực lại là đúng rồi, cái thịt bò của Hàn Quốc đó, nó ướp đó, nó có nhiều tỏi trong đó rồi, vẫn còn khóc. Vẫn còn còn mưa. Cảm động với cái củ hành.
Cú hình nó làm mình cảm động. Rồi cái nước mình rửa tay nước nó nhăn. April shower, spring May flowers á, là tháng thì ở Việt Nam mình là tháng 6 trời mưa phải không? Còn ở bên Mỹ là tháng 4. Tháng 4 là trời mưa. Tháng 4. Bây giờ là mùa dịch, không có giờ giấc, sáng trưa chiều tối gì hết á. Muốn thích uống cà phê giờ nào là cứ việc uống. Quá phân biệt. Bây giờ mình bỏ tỏi vào, mình phi trước cho nó thơm. So guys, this is marinated beef ribeye roll bulgogi from I purchased this from H Mart. So I am gonna use this. Bây giờ mình bắt đầu xào đồ ăn nhé. Let's get cooking. Để cái mèo để cái máy quay bên này á, thì là nó nghe cái máy hút cái mùi đó, cho nên là nó cũng hơi ồn nha cả nhà. Trùng hợp nè, bữa nay Mel mang cái bộ đồ này, nó giống như là bộ đồ của mấy người đi mà mấy người thợ sắt thật sự vậy đó. Cái này là trùng hợp thôi, cái đeo cái này luôn thôi là nó văng, cái dầu nó văng dính vào mà quần áo của mình hết. Dầu vô quần áo là giặt khỏi giặt ra luôn. Bây giờ mình phi tỏi ra đây. Anh phi tỏi cho nó thơm. Mèo nấu đồ là chuyên môn bị cháy. Cứ làm nhiều thứ cũng quá đó. Cho nên nó là chị Chi không có để ý cái nó bị cháy luôn. Rồi bây giờ là mình bắt đầu mình nấu. Nhưng mà cái thịt bò này nó ướp sẵn rồi. Cũng không biết là mình có cần phải gia vị thêm. Chắc một lát nữa mình thử mình coi cái nếu như cần mình gia vị thêm. Nó sẽ bỏ tiêu. Pepper. Mèo thử cái mùi vị nó hơi bị ngọt, mà đến khi mình chỉnh sửa lại sợ nó bị mất đi cái lối đó là biết đâu cái nên chỉnh sửa ha. Thêm nước mắm thì đỡ như nó bị hư luôn cái gia vị của Hàn Quốc sao ha. Thôi để kệ đi, có gì mình chấm dầu ớt. Nói chung là cái cúp này đó Mel chia sẻ là cái lối cái mẹo của mà cắt đậu cái đậu dài dài đó cho những ai mà trường hợp mà mua mà lỡ như mua nhầm ngay cái đậu già đó thì là mình có thể sắc cái kiểu đó, chứ còn xào với cái món này thì là có ai mà không biết nấu hả. Mel mà biết nấu là bất cứ người nào cũng phải biết nấu rồi. Nhà bây giờ mình sẽ cho cái thằng này, cái thằng tay này vào trước. Nước này tắt thì trộn nó từ từ thấp. Cho nó vào đây. Cái này là ăn nó hai ngày luôn, rất là quá nhiều. Làm cái gì cũng thật là nhiều mà ăn không hết. Đó cả nhà, đơn giản vậy đó. Thì là bây giờ là cái món cái lối sắc đậu dài xanh đó thì là cái lo là Mel hôm nay là Mel chỉ muốn chia sẻ và cho những ai mà chưa có biết á, là lỡ như mình mua đậu già đó thì mình sắc cái kiểu đó thì nó sẽ ngon hơn. Vậy thế nha, bây giờ là Mel dùng bữa nha. Chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại clip tới thật sớm nhé. Bye. Chào nha.